Cái ấn tượng nhất đầu tiên con bước vô ngày xưa là chồng con rất là đẹp trai. Ê mày, nay tao có động lực tao đi học rồi. Nay có trai đẹp là ông này. Dạ đúng rồi, chính ông này. Khi mà con đăng ký xong thì con phát hiện ra con có bầu. Con cũng vác cái bầu đó con đi học tiếp trong vòng 3 tháng đó luôn. Tới khi bầu con được 3 tháng rưỡi. Xinh xắn quá thiệt. Ôi, hai vợ chồng giống như là diễn viên hay là ca sĩ gì đó. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Kim Khánh, con tới từ quận 9 và công việc của con hiện tại là kinh doanh phụ ông xã và ở nhà nội trợ. À, nội trợ. Chứ không có là diễn viên, cũng không có làm gì trong showbiz luôn. Dạ không, con không làm gì hết. Vậy đó hả? Ủa năm nay Kim Khánh bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con vừa tròn 27. 27 tuổi, rồi mời con. Chào chú Quận, chào Hồng Vân, con tên là Triều Sơn. Năm nay con 30 tuổi, hiện tại con đang làm kinh doanh. Kinh doanh về mảng nào Sơn? Con làm về bất động sản. Hai đứa là đã có baby chưa? Dạ rồi. Con được hai bé, một bé 4 tuổi, một bé 3 tuổi. Wow, tôi trẻ tài cao dữ ạ. Ê, cưới nhau bao lâu rồi? Dạ con cưới được 5 năm cô. 5 năm rồi hả? Quen nhau từ trong lúc đi học hay gì? Cái quen nhau là cũng là một cái tình cờ. Con với chồng con là cùng học đại học Hoa Sen. Trường bên con thì bắt buộc là khi mà muốn ra trường thì phải tốt nghiệp xong 4 cái lớp mà chuyên ngành anh văn của trường á thì mới ra trường. Cái lớp đó là cái lớp cuối cùng. Chồng con thì học mấy môn khác xong rồi nọ môn đó lại. Còn con thì con theo đúng tiến trình thì bắt đầu gặp nhau. Cái ấn tượng nhất đầu tiên con bước vô ngày xưa là chồng con rất là đẹp trai. Quần sáng lai, xong rồi đeo len, chải tóc rồi bắt đầu đi học xách ba lô đi vô. Nên như là khoái rồi đó. Đúng rồi chú, lòng nhưng mà chồng con ngồi lạnh lùng lắm. Chồng con ngồi sao, chồng con ngồi nghiêm túc lắm. Thôi bây giờ mình hỏi đi, Sơn. Cái lần đầu tiên con gặp vợ con thì con thấy sao nè? Lần đầu tiên gặp vợ con, giống là nhìn hiền á, hiền thơ. Kiểu là dưới quê. Ý là hồi đó quê 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 đó là dưới quê thiệt đúng không? Dạ đồng nai. Lúc đầu con đi học á là con học đúng buổi thôi. Xong con nghỉ hết. Ủa sao vậy? Tại không bận đi làm. Làm gì? Con làm kinh doanh về iPhone. Nhập điện thoại về bán hay là làm dạ gì? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Con đi học đúng buổi thôi, trường cho nghỉ được 14 ngày là nghỉ hết 14 ngày luôn. À, để lo khởi nghiệp, lo làm ăn đó phải không? Dạ, tới khi trường mà không cho nghỉ nữa mới đi học lại. À vậy đó hả? Mà cái lúc đó cô có nghĩa là con bị hụt hẫng đó cô. Cái ngày đầu tiên đi học thì cảm giác là cô khi mà cô vô được cái lớp mà lúc đó con còn chưa có quen ai, con còn đang ế, cũng như là cô bắt được cái mối rồi đó là con vui trong lòng rồi. Cái con về lúc đó thì con là ở thuê nhà, con ở chung với bạn ở cùng quê con luôn. Thì con trẻ nói, ê mày, nay tao có động lực tao đi học rồi. Nay có trai đẹp lắm. Dạ đúng rồi, chính ông này. Tự nhiên mấy bữa sau là ông nghỉ luôn tù 14 ngày luôn. Đó là con cảm thấy là con thất vọng, là không có còn gì vui nữa. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Vậy thì sao các bạn lại gặp nhau? Sau 14 ngày đi học lại, trong cái lớp mà con học chung á, thì mấy cái người đó nói là tại em không biết á, cùng khóa với anh thì anh biết cái thằng đó nó là BD. Cái thằng đó nó là BD. Trời ơi, nó cặp mà nó cặp thứ dữ không à. Nhưng mà trong cái cánh mắt của con mà khi mà con dò xét Facebook của bạn này rồi xong rồi kiểu như con nhìn thì con nói theo con nghĩ nha, bạn không có BD. Cảm nhận đó, cảm nhận của con không có BD. Nhưng mà khi mà con đưa hình bạn này cho bất kỳ ai thì người ta cũng nói là bạn này BD. Kế bên con ngồi lúc đó thì cũng có một bạn là như vậy. Thì ngồi chơi thân với con lắm. Anh này ảnh hay lên chọc cái bạn đó. Thì con cũng nghĩ thôi chết bà rồi, thiệt rồi. Và cái lớp học đó nó kéo dài gần 3 tháng là kết thúc khóa. Thì khi mà gần kết thúc á thì cái bạn kế bên con bạn nghỉ. Thì chồng con lúc đó là mới lên phía con ngồi nói chuyện với con. Cái con mới nói chứ ủa sao nay lên đây vậy? Nó đâu đi học đâu mà lên đây kiếm nó. Cái chồng anh nói không, thích lên đây ngồi chơi vậy á. Cũng chính vì cái điện thoại của cô là con bị hố một cú quá mạng luôn. Sao? Lừa con bán điện thoại không hay sao? Dạ không phải, có nghĩa là nghĩ anh này trời ơi xoái ca mà. Vì lần đầu tiên lên nói chuyện với con thôi mà thấy cái điện thoại con nó bị nứt cái màn hình cường lực. Ảnh mới rút trong cặp ảnh ra một sấp mà cường lực vậy nè cô. Ảnh lấy ra một cái anh dán cho con. Rồi nói con vậy nè. Cái này á là 400 ngàn một miếng á. Cái này là loại cao cấp nhất á, anh tặng em. Trời ơi, trong mắt con nhìn lúc đó trời ơi. Khoái nữa. Khoái con, trời ơi. Lên điểm. Trai con nhà giàu, học giỏi mà. Dạ, lăng nữa. Xong xuống thấy DSH đi học nữa cô. Trời ơi. Lúc đó đối với con là như nam thần luôn cô. Rồi sau này quen nhau thì đi lấy hàng. Lúc đó con mới biết là giá trị của nó chỉ có 10 ngàn miếng thôi. Giá trị của nó chỉ có 10 ngàn miếng thôi. Trời đất ơi. Có 10 ngàn miếng mà anh dám nói tôi 400 ngàn. Đúng rồi. Trước khi á, quen á phải nổ dằn mặt trước để cho sợ. Con với anh này quen nhau nè, ảnh có mẹ, ảnh dắt con về chơi. Lúc đó còn kêu là cô cứ kiểu là rủ con ở lại nhà chơi, kêu là ngủ lại rồi sáng rồi đi về. Tại vì lúc đó mẹ chồng con chỉ rảnh ban đêm thôi chứ không ban ngày không có rảnh, đêm thì dắt tụi con đi chơi. Nhưng mà ba ruột con thì không có cho. Ba ruột con nói là con gái chưa có lấy chồng không có được như vậy. Có một lần là mẹ chồng con thử làm kịch liệt luôn.
mấy đây không có về. Cô Thi gọi điện, cô Thi xin cho. Nhưng mà ba con vẫn là lấy xe đón con về. Lúc đó là ngay dịp Tết, hai bên gia đình chính thức gặp nhau á. Mẹ chồng con cũng đề nghị cho lên, rồi ba con cũng kiểu là thôi nó chưa lấy chồng không có lên vậy được. Mẹ chồng con phán câu bây giờ anh muốn cưới ngày nào em cưới ngày đó cho anh. Nhưng mà lúc đó là Sơn và Khánh là đã quen nhau rồi đúng không? Tính là mới quen nhau, lúc đó là chỉ được khoảng chừng 2 tháng. Chồng con dẫn con về nhà gặp mẹ chồng. Thì là con, mẹ chồng con... ứng liền luôn. Đúng rồi, ứng liền luôn. Nhưng mà con có dẫn ảnh về bên nhà của con không? Dạ có luôn. Lần đầu tiên mẹ con gặp là mẹ con chấm luôn. Ưng luôn. Hai bà chấm rồi đó. Mẹ con coi tử vi, chấm tử vi á. Từ khi con còn bé, mẹ con đã nói nè, sau này á, chồng của mày á, ta nói là tuổi thân mà phải đeo mắt kính nha. Khi mà mày dắt đúng cái thằng đó về thì nói chuyện với tao. Là tuổi thân đeo mắt kính chính luôn. Chính xác luôn. Ủa nhưng mà lúc đó con nói là ổng đeo contact lens mà. Đúng rồi, nhưng mà ổng vẫn cận cô, mấy ngày sau thì ổng đeo kính lại. Như vậy là chắc có lẽ là tiến hành cái đám cưới nó nhanh lắm đúng không? Dạ nhanh, tại vì á con với anh Sơn tính đâu quen nhau có 6 tháng là tụi con nó đám hỏi rồi. Đám hỏi xong là khoảng 10 tháng sau là tụi con làm đám cưới rồi. Là vẫn còn đi học đúng không? Dạ vẫn đi học. Cưới xong thì con vẫn còn 3 môn cuối. Khi mà con đăng ký xong á thì con phát hiện ra con có bầu. Con cũng vác cái bầu đó con đi học tiếp trong vòng 3 tháng đó luôn, tới khi bầu con được 3 tháng rưỡi là con học xong. Nhưng mà con còn cái thực tập tốt nghiệp là con bảo lưu đó, để con sanh bé xong á thì con quay lại trường con thực tập tiếp. Nhưng mà con lại bắt đầu con dở kế hoạch tiếp là con đẻ năm một luôn, rồi tới giờ này con vẫn chưa ra trường. Đẻ hai nhóc liền từ từ luôn. Dạ đúng rồi. Hai đứa cách nhau bao lâu? Dạ cách đúng 13 tháng chú. Năm 2018 2019. Sao mà mấy đứa lại để vỡ kế hoạch như vậy đó? Tại chồng con chứ không phải tại con, đó là cái vấn đề. Và tới giờ này con vẫn còn nghiêm luôn. Lúc đó thì con mới sanh đâu được 3-4 tháng thôi, bác sĩ yêu cầu là con còn cho bú thì nên uống thuốc ngừa thai. Thì bác kê cho con cái loại mà cho con bú á, cơ thể con nó phản ứng. Lúc đó con cũng chưa biết trùng hết gì thì tạm thời thì con nói chồng con, anh xài bao gì đi để cho chắc cho em đi. Không, anh yên tâm đi, anh có cái kinh nghiệm của anh kinh nghiệm của anh dữ lắm. Có kiến thức. Anh có kiến thức, anh canh hết rồi, anh không bao giờ đâu, yên tâm. Và ngay cái đêm hôm đó con nhớ luôn là cái ngày mà ra em bé là đúng 3 giờ sáng. Con bầu 3 tháng rưỡi bé sau con mới biết. Tại vì đứa bé sau là con không có nghén, con chỉ bị mất tháng tới tháng không có. Thì con mới đi khám. Con đi khám thì vừa vô bác sĩ khám liền nói thì cái này bác nghi em có bầu rồi. Cái em mới sửng nói em có bầu sao được bác, tại em nghĩ là em cho con bú á, thì em bị rối loạn này nọ thôi. Trời ơi, bác là bác sĩ sao cãi bác vậy? Sao cãi bác được đó. Bây giờ đi qua đi cho giấy này, đi siêu âm, đi siêu âm đầu dò coi thử làm sao. Vừa vô siêu âm thì người ta để tới đó, trời ơi bự quá rồi, siêu âm đầu dò cái gì nó mà đầu dò, siêu âm bụng lên 3 tháng rưỡi rồi cô, hình hài rồi ra hết biết chứ. Trời ơi, suy ra là cái buổi sáng 3 giờ đúng không? 3 giờ ngay. Vậy là mấy đứa là đã cưới nhau được 5 năm. Đúng rồi, vô hôn nhân đi, vô hôn nhân. Con coi chương trình Vợ Chồng Son thì biết cái phần đặc sắc nhất là phần nào đúng không? Khui tật xấu á. Đúng không? Cho nó khui trước đi. Con đang canh dữ lắm mấy nay rồi đó. Lên con. Nhường con luôn. Con nhịn cả tuần lại rồi đó. Có nghĩa là được mời chương trình là chuẩn bị sẵn á đúng không? Dạ, cứ mời á, xong cứ nói hâm. Anh coi Trần Tuấn lên chương trình. Cái mình phải nhịn. Cái gì mình phải nhịn hết. Để lên đây mình nói. Có nghĩa là ghim rồi để lên đây để mà nói nhưng mà bị vợ hâm hè tới thời của mà con tới đây rồi đó. Dạ, đúng rồi đó, lên tới đây rồi phải nói chứ. Từ lúc mới quen á thì cứ hở chút là đòi con phải chia tay, rồi tưởng cưới về thì bình thường, ai dạ cưới về ly dị đi, hở chút ly dị lúc đi. Yêu là chia tay mà lúc cưới là ly dị. Ly dị có hai tới bây giờ còn không? Ly dị đi, ly dị đi, ba má tôi đồng ý rồi, anh xuống anh ký giấy đi. Cái mình mới xuống hỏi, ủa mẹ mẹ mày đồng ý cho ly dị hả? Làm gì có, con tao gả đi là của mày rồi, tao không phải, có không? Nhận lại đúng không? Không nhận lại, không nhận lại đi rồi không nhận lại. Lý do gì mà con cứ đòi ly dị nó? Tại con với chồng con bị khắc khẩu á cô, gây lộn liên tục, có khi tháng gây lộn mười mấy lần chuyện bình thường. Cái vấn đề gì tụi con cũng có thể gây lộn được hết. Nhưng mà giận lâu không? Có một lần giận gần nhất là mà lớn nhất là khoảng chừng 5 rưỡi về trước á. Là con giận xong con bỏ về dưới quê con á, là tụi con có một cái nhà riêng ở dưới. Con cũng có một cái shop thiết kế gì đó là con đặt tại cái nhà đó luôn, là con bỏ về dưới 3 ngày, con không có cho xuống nhà mà con dặn nhân viên của con á là thấy anh thì đóng cái cửa lại nha, tuyệt đối không cho vô, còn đứa nào ta vô ta đuổi. Cái đêm hôm thứ hai mà qua ngày thứ ba á là gần rạng sáng á cô, là chồng con đột nhập vô nhà cũng tầm 3 giờ đêm đó. Dạ 3 giờ đêm đó nó nhớ. Sao mà nó giống như ăn trộm vậy ta? Sao mà nó canh me vào lúc coi như là rần rạng sáng để mà nó hành động không à? Con nhớ rõ ràng luôn là cái cửa con đã khóa kỹ rồi. Thì cửa tiệm mà là cái cửa điện á, là con cầm một cái, con bé quản lý con nó cầm một cái,
thì con ngủ cái đêm đầu tiên ở nhà rộng thì con sợ, đêm thứ hai con mới kêu mấy nhân viên nó ngủ lại tại con sợ ma. 11 giờ là con đi ngủ rồi, thì tới gần hai mấy sáng á, nhưng con nghe cái cửa phòng con nó gọt kẹt vậy nè. Con sợ quá cô, con không biết nó là cái gì mang. Con nói trời đất ơi cái gì vậy, kêu quá kêu. Thì ông mở cửa ông xong vô, ông bật ngửa con ra, con nói trời cái gì vậy, sao giờ này đi xuống đây được mà sao anh chui vô nhà tôi được. Tôi nói cấm anh xuống đây mà tại sao anh vô nhà tôi được, tại sao cái cửa này anh có chìa khóa mà anh giấu tôi, xin lỗi này nọ nọ kia đủ thứ cái á cô. Thì lúc đó con phải xìu thôi. Nói chung là xuống hai đêm là chuyện 3 giờ sáng. Dạ 3 giờ sáng cô. Rồi. Con thì con bị khó ngủ cô, con nghỉ tối á, trước khi con ngủ là con phải ngậm kẹo ngủ. Mà cứ 2 3 giờ sáng ông coi đồ cô, coi quần, coi áo, coi giày, coi dép mê lắm. Thì coi thì muốn cái gì sáng mai nói đi không? Đập con vậy em áo này đẹp nè, coi đẹp không? Áo này đẹp, dạy. Lúc đó con dậy luôn là con thức tới sáng luôn. Là bạn này là người nước ngoài chứ không phải nước Việt. Dạ đúng rồi. Ban ngày thì ngủ cô. Đó. Bên này là đang kể cho tật xấu mà đúng không? Dạ, đó, tôi đang tính nhắc nè. Ủa vậy tật xấu của bà là gì ta? Bây giờ học cái hay đòi ly dị. Hay đòi ly dị. Rồi. Nữa còn cái gì nữa? Có là đam mê làm đẹp, làm đẹp mà má ruột nhìn không ra luôn. Làm đẹp mà má ruột nhìn không ra luôn. Ủa là chứng minh nhân dân chứ cái mặt thiệt bây giờ. Không có luôn. Ấy là cái nó như vậy. Nhưng mà làm quá thôi, trang điểm makeup đồ nó khác á. Em bữa có lần con chụp hình con đi chơi bà này khoe má này tụi con chụp hình nhìn đẹp không, mà chụp với nhỏ nào vậy, phải chụp với con tao thì nó ghen. Con mới nói là con mẹ đó. Mà kiểu con tao không phải vậy. Tiếp đi, còn gì hơn nữa không nè? Mỗi cái gì mà liên quan tới con á, giống như là con cần cái gì mua đồ hay là cần bất kỳ thứ gì hay là đi ra ký giấy tờ, từ từ không quan trọng. Còn mà liên quan tới bà hư, mọi thứ đều phải là chạy theo chung bà gì hết. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ nó mong muốn thay đổi điều gì? Con mong vợ con thay đổi điều gì nhất? Chỉ có điều là cho con ra đường tí. Mỗi lần ra đường cái là nhà sóng gió. Thế nào mẹ con, mẹ ruột con kêu mày đi đâu mày đi lẹ lẹ về làm tao cái không nhà tao đổ nợ. Vậy hả? Ghen hả con? Ghen thì không ghen. Con kiểu con hay kiểu là chiếm hữu. Đúng rồi con. Nhưng mà đó giờ có dính trận nào không? Không có dính trận nào, chỉ có duy nhất một lần đó là chồng con mua khẩu trang của cái bạn nữ đó. Mà bạn nữ đó lúc trước chồng con thì cũng có nói chuyện tình cảm nhưng mà không có đi tới đâu. Mà lại thấy là con không có thích. Tại sao khẩu trang bán tràn lan mà không mua, phải mua đúng cái bạn đó thôi. Thì nói chung là con không chịu. Hiểu rồi, con làm lớn chuyện lên nó là phải lóc đít bạn đó luôn, không có được nói chuyện. Gây lộn xong rồi con lại khóc quà lên. Thì mẹ chồng con lại chạy ra, chuyện gì, trời ơi, tại sao mày lại làm như vậy, tại sao mày lại để vợ mày. Nói chung là mẹ chồng con thì hay binh con, trời mày vậy là không đúng rồi, mày vậy là sai rồi, từ đầu tới cuối đâu số điện thoại nhỏ đó đưa đi cho tao, đưa đi tao gọi cho. Đừng ai nói con sợ vợ con là ai cũng sợ á. Rồi giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không cần thay đổi gì, thấy cứ vậy là được. Nãy mới ước ao được cho ra đường hai bây giờ. Nhỏ nói xong cái im ru đi, sợ tối nay ba sáng không cho làm gì. Vợ về tới con đó. Xấu chồng con là chỉ có đúng cái thôi, là nhây, tánh nhây á cô, hay giỡn hay chọc với lại kiểu hay nói nhảm á, nên nói từ sáng tới chiều nói những cái mà người ta không muốn nghe mà cứ nói hoài. Chiều hôm qua con đi kêu đi tẩy răng á, để cho lên chương trình nhìn nó sáng sủa đẹp, con tẩy nha Khoa, không có vấn đề, rất là êm, mọi thứ rất là ok luôn. Nhưng mà tới chồng con thì cái sức chịu đau chồng con xưa giờ nó dở lắm cô, lấy máu hay gì cũng không dám lấy nữa. Vừa bước xuống, trời đất ơi, đau như quỷ bắt người ta làm, trời ơi bây giờ nó ê nè, trời giờ không nói được luôn, trời ơi giờ chịu hết nổi rồi, trời ơi là trời cô ác lắm, cái gì mà thấy cô bắt người ta làm người ta không chịu làm mà bắt người ta làm. Mà cô biết nói con từ 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm, mẹ chồng con á nghe chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi mà mẹ con còn cảm thấy là áp lực. Mẹ nói tao chịu hết nổi rồi, mày nói con này con Khánh á không bỏ mày đi, tính ra nó cũng hay lắm luôn. Tao nghe mày nói mấy câu tao khùng lên rồi, trời ơi ê quá chết rồi, trời ơi mời con nước muối sinh lý không, con hút giảm đau không. À, không có được ra đường. không nói chuyện ai, không nói chuyện mình vợ mình thôi. Con có mốc giờ cho ra đường, từ 1 giờ tới 5 giờ chiều là không có cái việc gì làm, anh có thể đi đâu anh đi anh. Nhưng sau 5 giờ chiều phải có mặt ở nhà để anh chở vợ con đi chơi. Giờ nó nắng á, đi đâu được, nắng quá mà. Nắng, bà này bắt đi tập gym. Trời ơi giờ. Mà đi nửa tiếng gọi 1 lần, anh đang ở đâu, làm gì, có tiện không đi mua đồ giùm. Tại vì anh nói chuyện không có cái kiểu uy tín, chồng con là đặc biệt là không có uy tín. Thí dụ như là mình đang ở đâu, mấy giờ mình về tới thì chẳng hà cứ nói thẳng giờ, từ đó tới nhà là 45 phút, 45 phút nên về anh đang đó, làm cho mình đỡ trông. Nhà con là ở ngay quận 9, cái đường Đỗ Xương Hợp đi vô, từ đó đi ra cầu Rạch Chiếc thì nó chỉ mất khoảng 5 phút thôi là đi đường tắt. Thí dụ con gọi đi, anh đang ở đâu vậy? Anh tới cầu Rạch Chiếc rồi nè em. Là khoảng chừng 50 phút tới 1 tiếng sau có mặt ở nhà. Cái đường Đại Lộ 3 với cái đường 11 con thì nó song song với nhau nè. Là cô đi bộ 5 phút cũng tới đó cô. Ê, anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang tới đầu Đại Lộ 3 rồi, đang quẹo vô nè em. Là đúng 1 tiếng sau anh có mặt ở nhà, 1 tiếng sau anh có mặt ở nhà. Có ít sức là nhiều á. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Bắt đầu cái con mới bực, cái cô hiểu cứ 5 phút, kiểu như mình bực quá thì cứ 5 phút mình gọi lần, 5 phút mình gọi lần cho dằn mặt chơi cô.
Cái con nói ủa cái đại lộ ba nó ở đâu vậy? Tôi đi bộ nãy giờ chục vòng đại lộ ba tôi chưa thấy anh đâu luôn. Anh lội bộ hay anh đi cái gì mà nãy giờ chưa thấy mặt anh? Rồi bắt đầu cũng gây lộn với cô. Bắt đầu về về nè cô. Không, tại vì mới kẹt xe, trời, mới đụng xe tai nạn xong nó cản hết đường, đâu có đi được. Trời trời, là chiếc nó kẹt từ đầu cầu tới cuối cầu Nguyễn Công Tên ơi, hàng kia lũi anh đó. Nói chung là rất là nhiều lý do. Đó bây giờ dù anh có kẹt cỡ nào đi nữa thì từ đó lết vô chỉ có 5 phút thôi. Anh đi 20 phút là quá, này là 1 tiếng anh mới có mặt ở nhà là sao? Mà cứ cái tật đó cô. Thì lúc nào không có lý do hết. Lúc nào không có lý do tới giờ vẫn vậy. Nhưng mà khắc khẩu vậy thôi chứ mà hai đứa chỉ cách nhau xa nhau chừng tiếng hồi là nhớ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ con mong muốn xã thay đổi điều gì? Chồng con là có đúng cái tính nhây với hay nói nhảm để mà con phải cọc lên thôi. Con quên con không tắt cái khóa điện thoại là vô Facebook con đăng nhảm nhảm lên cô. Đăng xàm xàm cô. Vậy hả? Dạ, rồi xong. Mượn danh con đăng đó phải không? Dạ đúng rồi. Đăng gì? Đăng ba cái hình ngày xưa của con nha. Con block Facebook chồng con bữa giờ cũng lâu rồi. Nói chung con với chồng con là con không có kết bạn. Mà bữa đăng á cô biết cứ lấy hình của con mà hình hồi nhỏ, hình ngày xưa mấy thời tin tin. Nhìn cái thời á mình không có muốn đào lại cô hiểu không? Chồng con lấy chồng con để ảnh đại diện, để ảnh bìa xong rồi để cứ mở lên là thấy rồi bạn con comment vô. Con giận luôn. Bây giờ tình trạng mối quan hệ của các bạn trên Facebook là cái gì? Không có chơi chung. Cặp này dễ thương quá. Dạ. Bởi vì không có gì mà phải khuyên hết trơn đúng không? Tại vì tụi con là quá hạnh phúc luôn rồi. Cảm ơn Khánh với Sang đã đến với chương trình Vợ Chồng. Nhìn đầu tiên nó quan trọng. Sắc ca về sắc ca. Dạ. Giỏi và xinh đẹp. Dạ. Đẹp đúng không? Hiền. Hiền. Dạ. Hiền thì ông hiền. Hiền thì ông hiền. Rồi đồng giới rồi có chuyện không? Có đồng giới không? Đồng giới không? Không có. Đồng giới mà ghen nữa là mệt lắm mà nghe. Cho Facebook của phái nữ thì vợ con sao? Vợ con quản lý Facebook con luôn mà. Vợ con quản lý Facebook con luôn mà. À, Nguyễn Thị Kim Ngân. Năm nay con 27 tuổi. Nghề nghiệp của con là kinh doanh hàng Thái ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời con. Dạ, chào chú Hận, cô Hồng Vân, con Lê Duy. Thì con đang hiện tại là làm bên mảnh tài chính ngân hàng. Hiện tại con đang sinh sống ở quận 8 chung với vợ con. Yeah. Ô Duy ơi, mà là con là bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay 27 tuổi. 27 tuổi, dạ. Hai đứa hai chồng bằng nhau. Dạ. Chắc là đoán đi, đoán. Quen em, nhau. Em đoán chị cái đoán. Hai đứa này là đi học, học chung với nhau từ thời tiểu học, và tụi nó là có một cái thời gian coi như gắn bó với nhau từ tuổi thơ cho đến thiếu niên và bắt đầu quen nhau và yêu nhau và cưới nhau luôn. Đúng, đúng không? Dạ, tụi con là quen nhau lúc cuối năm lớp 10, là hiện tại là đã quen nhau được 12 năm. Bạn này cũng học chung với con luôn, là bạn ngồi đầu bàn, còn con là ngồi cuối bàn, nhưng mà đầu năm cho tới cuối năm là tụi con không có nói chuyện với nhau, tụi con không có quan tâm. Tới cuối năm luôn, bạn này mới nhắn tin cho một cái bạn chơi thân với con là một bạn gái. Thì bạn gái đó mới nói với con là bạn này đang tính cua bạn đó. Nhưng mà thật ra là bạn này là muốn tìm cách để liên hệ với con. Tại vì bạn gái đó là chơi thân với con nhất. Có nghĩa là giả bộ mượn bạn gái cái bắt cầu để mà, dạ, mà quen con đó đúng không? Dạ đúng rồi. Gì ơi, cái, dạ, điểm nào ở Kim Ngân mà con lại muốn tiếp cận với bạn này và con lại thích bạn này? Con nghĩ là cái ánh nhìn đầu tiên nó quan trọng. Sắc ca về sắc ca không? Dạ. Giỏi và xinh đẹp. Dạ. Đẹp đúng không? Hiền. Hiền. Dạ. Hiền thì không hiền. Hiền thì không hiền. À không hiền, dạ. Đẹp giỏi mà không hiền. Nhưng mà trong lớp của con là có, ngoài con ra là có đứa nào nó theo đuổi Ngân không? Con nghĩ là không. Con mình con rồi đúng không? Yeah. Chỉ có mình con mới nhận ra được cái vậy nét con, đặc biệt của Ngân. Vậy là con một mình một ngựa thì con đâu có phải chiến đấu với ai nữa. Yeah. Cho nên là chắc là con chinh phục bạn Ngân là không có khó lắm đúng không? Dạ, yeah, cũng khó. Tại vì cũng phải hai ba tháng. Ừ. Dạ. Yeah. Ồ, nhưng mà cái mối tình học trò lúc đó là chắc cũng phải giấu giếm đó. Giếm. Giấu giếm bạn bè. Sợ bạn bè nó chọc. Dạ đúng có. Không? Khoảng thời gian đầu tiên mà quen là con không có cho cái bạn gái bạn thân của con biết. Tại vì lúc đầu bạn nó nói là Duy á, Duy nhắn tin cho tao á, Duy cua tao đó. Nhưng mà bạn không biết là bạn này là chỉ có mượn bạn, dạ, đó để rồi cua con. Dạ đúng rồi, nên là hả, khoảng đó là quen nhau là tụi con giấu bạn cho đó. Bạn bè với lại cả là ba mẹ con cũng không có muốn là quen sớm lúc mà đi học, nên là cũng không có cho ai biết. Tới khoảng giữa năm lớp 11, mấy bạn mới thấy là sao hai cái người này đi học mà cứ sắp sáp với nhau hoài. Đầu mọi người mới nghi ngờ, mới biết. Đến bao lâu thì cái bạn kia mới biết rằng là cái người mà Duy theo đuổi là con, chứ không phải, dạ, là bạn kia? Dạ, chắc cũng giữa năm lớp 11.
Lúc đó bạn ấy làm sao? Bạn đó với con nghỉ chơi nhau luôn. Nhưng mà chắc bạn đã biết thì lúc ấy chắc tụi con công khai rồi đúng không? Dạ đúng chắc rồi. Lúc ở trường cũng biết rồi. Dạ. Gia đình tụi con biết không? Ba mẹ con thì lúc đó thì chắc chưa biết. Tầm khoảng con nghĩ là cuối năm 11 hoặc là đầu năm 12 á thì mới biết. Tại vì lúc đó tụi con đi học tụi con cứ sáp vô nhau nhiều quá nên là thầy cô cũng biết luôn. Cái bị mời phụ huynh vô. Rồi thầy cô mới bắt đầu nói là anh chị coi lại cháu là vậy đó. Đó là gia đình con, còn gia đình Duy sao? Dạ gia đình con thì dễ. Tại mẹ con cũng có chở Ngân về chơi với ba mẹ mấy lần. Thì ba mẹ con cũng dễ, cũng chấp thuận. Vậy con mỗi lần đi chơi chắc phải lén đúng không? Dạ đúng rồi. Đi chơi thì cứ phải đúng 10 giờ là phải về nhà. Tại vì sau 10 giờ là ba con sẽ gọi rất là nhiều luôn. Nhưng mà có bao giờ ba mẹ bắt gặp không? Dạ, ba mẹ bắt gặp là chưa. Dạ. Chỉ có là con đi chơi về trễ quá thì ba con gọi hoài xong rồi cái về thì bị la. Rồi suốt thời gian tụi con yêu nhau 12 năm vậy á, là ở bên nhau đủ 12 năm hay là có xa cách năm nào không? Dạ, tụi con là cũng quen nhau như vậy luôn. Là chỉ có chia tay một lần là lúc tụi con mới quen là tầm lớp 11. Dạ, là chỉ có một lần duy nhất thôi. Dạ đúng rồi, sau này thì tụi con cứ quen nhau suốt như vậy. Nhưng mà có yêu xa không? Yêu xa thì, đại học xa. Yêu xa thì lúc mà bạn đi nghỉ vụ 2 năm á. Và con với bạn là yêu xa là bạn ở trong trọng, còn con ở ngoài đây. Rồi coi như là ở ngoài này thì cô gái giống như là hậu phương đợi chờ á. Trong thời gian đó tụi con gặp được nhau mấy lần? Cuối tuần á là chủ nhật nào á là con cũng lên thăm bạn này hết. Mà con thì con kiểu không có biết chạy xe á, nên là con lên thăm bạn này thì em của bạn này chở con lên. Nhưng mà hỏi Duy nè, cái trong cái thời điểm đó là lúc mỗi lần mà vợ của con lên thăm con á, rồi ở trong đó mọi người có bình phẩm hay có xì xầm hay có này này kia kia nọ không? Dạ có. Nói sao? Thì cứ nói là bạn gái mày đẹp quá. Đẹp mà thủy chung rồi ha, dạ, hai năm rồi. Trời là cứ thứ bảy chủ nhật là lên thăm. Dạ đúng. Rồi lên thăm lần vậy mua đồ nhiều không? Dạ nhiều, một lần lên mua cả cũng phải hai bao đó. Sữa mì con thằng mua bánh kẹo lúc, Thái. Nhưng mà lúc đó chú hỏi nè, lúc đó cả là... đơn vị được ăn đồ Thái. Không phải chị, ngoài đời mình không được ăn nè. Để thắc mắc cái nè, lúc đó làm mà còn trẻ quá, chưa có đi làm chứ sao tiền đâu mua đồ Thái. Tại vì con đã khởi nghiệp từ lúc mà con học xong 12 á. Dạ là con bắt đầu kinh doanh, là kinh doanh đầu tiên của con là con bán son tự làm á, son handmade á. Dạ là con đi học làm son nên là con đã bắt đầu kinh doanh từ thời điểm đó. Trời dỗ quá vậy. Ồ như vậy là các bạn là yêu nhau 12 năm trời, không chia tay chứ, chứ ngoại trừ cái thuở coi như ấu trĩ ấu trùng. Ấu thơ ấu trĩ ấu trùng. Đó. Còn ngoài ra trong suốt 12 năm là ngoài cái đó là bên không nhau. Là bên nhau, yêu nhau. Và đây là mối tình đầu của cả hai luôn đúng không? Dạ. Wow. Mà sao không cưới sớm mà để chi mà lâu dữ vậy? Đúng rồi. Tới 12 năm mới cưới gì? Đi nghỉ vụ có 2 năm ra rồi. Dạ không, tại vì khi mà đi ra quân thì cũng có là tính sẽ cưới. Nhưng mà do lúc đó là dịch bùng tới cho nên là mới đây thôi. Dạ mới cưới đây. Là nhưng mà có sống thử với nhau trước không? Dạ không, tại vì nhà con rất là khó luôn. Là tại vì con là chỉ đi chơi tới 10 giờ là về. Với lại là ba con không có cho đi chơi qua đêm. Mà ngay cả đi chơi với bạn gái cũng không cho. Mà ví dụ mà đi bắn pháo bông mà 12 giờ thì 12 giờ 15 con phải về. Còn nếu mà qua 12 giờ 20 là ba con cũng sẽ chửi, sẽ la con. Ờ bây giờ thôi hỏi luôn đi, coi như là tổng hợp rồi. Luôn trong suốt 12 năm và cho tới bây giờ luôn. Là ở bên nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra đó. Nhường cho nó trước đi. Nãy giờ thấy nó im ắng quá. Sao? Tật xấu của ấy là gì? Tật xấu của vợ con có cái tật là không có nhường người khác. Đã sai rồi mà còn hay nói lại. Càng với con hay là với tất cả mọi người luôn? Với con với lại mọi người trong gia đình luôn. Coi như càng á, cái tính càng á, càng quấy đó. Dạ, đúng không? Tức là hồi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Dạ đúng rồi, hồi đó, từ hồi lúc quen tới giờ luôn. Như vậy là mỗi sai lần sai cũng không nhận là mình sai. Dạ, luôn rồi. Mỗi lần con mà gây với cô ấy là con chỉ có thua với là kèo dưới thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà mỗi lần mà con nói lại thì sao? Con nói lại thì giận rồi này kia thôi. Mình phải sai thôi. Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa? Cô ghen không? Dạ ghen. Ghen chờ mây sông nước không? Ghen chờ mây sông nước không? Dạ ghen dữ lắm. Tại ví dụ như con gặp một bạn nữ mà đứng nói chuyện bình thường thôi thì lát hồi về cũng có chuyện. Là mệt. Dạ đúng rồi. Còn nhắn tin với bạn trong công ty hay là về công việc á
là cũng nhắn hoài là cũng nói. Ví dụ như bây giờ mà là bạn nữ đó, dạ nữ đó, cứ khác giới là có chuyện. Rồi đồng giới rồi có chuyện không? Có đồng giới không? Đồng giới không? Không có. Đồng giới mà ghen nữa là mệt lắm nghe. Vậy thì bạn bè của con trên Facebook đó là thành phần nam hay nữ? Đa số là nữ nhiều. Tại vì bạn... trong công ty con là đa số là nữ. À bạn Facebook dạ. của con. Mà mỗi lần con vô comment cho Facebook của phái nữ thì vợ con sao? Vợ con quản lý Facebook con luôn mà. Dạ con quản lý Facebook con luôn mà. Trời đó con hiểu rồi đó. Con là không bao giờ hay như là comment coi như những bạn nữ rồi đúng không? Dạ. Rồi sao nè, có thích làm đẹp? Cái này cũng thích làm đẹp mà làm rất là lâu. Mỗi lần mà đi chơi mà ví dụ như 4 giờ thì cũng phải 5 rưỡi 6 giờ mới xong. Còn dạ, mặc đồ không? Nữa là chắc 1 tiếng nữa là 3 tiếng. Ê, sao mà làm chi mà lâu dữ vậy ta? Mang dép hay mang giày thôi là đã nửa tiếng, 1 tiếng rồi đó. Suy nghĩ đó phải không? Suy nghĩ là mỗi một lần đi lễ đi cưới là con như xả vàng. Chừng nào bà kêu xong hết rồi con mới chuẩn bị đồ. Dạ đúng rồi. Dạ thì ngoài là mấy cái tính đó thôi chứ còn... Có hay chụp hình selfie rồi đăng Facebook rồi sống ảo không? Dạ cũng có. Ví dụ như mà đi ăn tiệc tùng á thì hay chụp lắm. Chụp xong rồi mới bắt đầu cho ăn. Ví dụ như đi ăn hai đứa bưng hai cái tô ra thì phải cúng Facebook. Em thì đang đói thì con lấy cái đũa với lại cái muỗng tính ăn. Khoan chụp cái rồi mới cho ăn. Khoan chụp cái rồi mới cho ăn. Đó cúng thần Facebook. Cái đó em cũng vậy mà em nói gì. Không, bỏ cái không? Đó coi như là bệnh chung trào lưu. Bệnh trào lưu đi. Đó. Bệnh trào lưu hết thôi. Tha cho nó cái tội đó đi con. Rồi bây giờ con mong muốn em yêu của mình thay đổi điều gì? Thì con chỉ mong muốn là vợ con thay đổi là đừng có nghe lời người khác khuyên. Giống như là mình sai thì người ta khuyên thì mình nên nghe, lắng nghe. Là phải nghe chứ sao con lại là đừng nghe lời người khác khuyên. Em mong muốn là lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn hiểu nha. Rồi bây giờ tới con đó. Dạ. Tật xấu của ổng là gì? Nãy giờ ổng khui quá trời kìa. Hay quên đồ, như chìa khóa xe đồ là hay vứt lung tung. Xong kiếm là hết thời gian mà đứng kiếm không cũng phải 20-30 phút. Mỗi lần vậy con có cọc không? Hơi bực bội. Tức là bây giờ cái hiện tượng gia đình nhà này đó là mỗi lần đi ăn tiệc là ông chồng ông chờ bà vợ 2 tiếng đồng hồ mới cắt. Nửa tiếng đồng hồ là bà đi thay giày thay dép. Bà thay xong xuôi rồi á bà vợ chờ ngược lại ông này 1 tiếng rưỡi đi kìm chìa khóa. Là tới nơi là ta ăn món thứ ba rồi. Tới nơi là người ta nghỉ. Rồi còn gì không nè? Dạ với lại là hay nóng tánh cọc. Tại vì kiếm không được cái đó là bắt đầu cọc lên. Tại vì tự cọc với bản thân mình luôn. Trời ơi để đâu mà trời. Học tôi cũng bị. Tôi bị hoài luôn á thiệt á. Tự cọc mà tự chửi bản thân á nha. Rồi còn gì nè? Có mê game, mê shopping gì không? Dạ là mê shopping lắm. Bạn này là suốt ngày cứ lướt Facebook. Xong rồi nói là em cái này đẹp quá, anh đặt cái này nha, em mua cho anh cái này đi. Thật ra là mua cho mình. Hay săn sale trên Shopee lắm. Mà shipper mà giao tới nhà không phải giao đồ cho con mà toàn giao đồ cho bạn này không. Nên mỗi lần mỗi sáng con thức dậy á, shipper gọi là con bắt đầu bực lên, con nhắn tin á, đặt cái gì nó vậy, đặt cái gì mà sao không nói. Con bực mình lắm. Mê shopping hơn vợ. Rồi còn gì nữa nè, có mê game không? Mê game luôn. Ồ. Chơi game, chơi ngồi tập trung. Mà có nhiều khi là ăn cái đó ra mà cái món đó nguội luôn, vẫn còn đang bấm chơi game. Nghiện game quá. Cái đó là căn bệnh thời đại rồi, căn bệnh chưa có con cho nên là nghiện game dữ lắm. Con mong muốn chồng thay đổi gì? Dạ con mong muốn là thay đổi là bớt quên lại. Tại vì thời gian mình quên á, mình sẽ không có thể tập trung vào cái việc khác. Ví dụ như 20-30 phút đó mình có thể làm được một cái gì khác. Với lại là bớt shopping lại để dành tiền. Shopping nhiều quá. Mỗi lần mình shopping con nói vậy anh có muốn có con không? Tại vì có con là sẽ có nhiều thứ là phải để dành tiền. Bớt nóng tính lại, tại nhiều khi kiếm đồ không được cái xong mà cọc lên, mà hay cọc với bản thân mình xong lát hồi cọc lay qua cho người khác luôn. Xong mà tánh con cũng nóng nữa, cọc lay qua con là con cũng sẽ cọc lại luôn. Trời ơi biết sao, hai đứa mới lấy nhau tụi con còn tới 1 năm tới 1 năm rưỡi nó để cọ sát với nhau á, cho nên tụi con phải hết sức là nhường nhịn nhau. Tại vì đừng có đứa nào cũng giữ bo cái cá tính của mình á, rồi mất công lắm. Mối tình 12 năm quá đẹp đi, bây giờ đến được với nhau rồi phải giữ nhau. Thì mong cho hai vợ chồng của tụi con sẽ tiếp tục yêu thương nhau, tiếp tục xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc bền chặt. Và có thể, thôi cũng lớn tuổi rồi, năm sau làm đứa đi nghe. Tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác, là làm mối với bạn khác mà cuối cùng á thì luôn. Mình vớt luôn. Ủa tại sao vậy? Thì tự nhiên tới giới thiệu xong thấy uổng cái sao nghĩ lại cái sao vớt lại.
Nhưng mà kể từ khi qua bên ở với ảnh là không còn bị bóng đè nữa. À, không còn mà bóng chỉ bị ảnh đè thôi. Đúng không? Không sao em trần trụi quá. Cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài hoài. Drama lắm cô. Con chào chú Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Đào Thị Giang. Năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang làm kinh doanh thời trang. Dạ, cùng con tên là Võ Tiến Hưng. Năm nay 31 tuổi. Cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi. Hai đứa làm sao mà gặp nhau? Con với ảnh gặp nhau á là lúc ở 7 năm về trước rồi thì gặp nhau quán pub. Dạ, 7-8 năm gì đó không nhớ chính xác, nhưng mà gặp nhau trong một cái quán pub thì ngày hôm đó thì con đi chơi với bạn. Hai đứa gặp nhau ở tại cái pub đúng không? Rồi con có ấn tượng gì về Duy không? Ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa. Rất là giống BD luôn con. Rất giống BD luôn. Hai đứa. Tại hai vì đứa mang đó. đồ body rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ. Thôi rồi gì hả? Ảnh đô con mà ngồi mà rất là kiểu gồng lên á. Xí cho đúng. Hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi? Hai thằng đàn ông duy nhất thôi. Mà có mặc đồ cặp không hay là chỉ hai thằng là... mang đồ đen giống nhau luôn. À, không, giờ hôm bữa là có nghĩa là câu chuyện như này, hôm bữa đó là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi. Là thì, con thất tình. Dạ đúng rồi, vừa mới chia tay bạn gái xong thì đó ra ngồi đó thì vô tình gặp bạn này luôn. Bạn con thì sát bàn ảnh thì hai bạn cứ chơi vậy, là đến khi mà khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người BD. Thì cứ kêu hai người này qua chơi luôn đi. Thì cái con xỉn say xỉn rồi anh qua bên này chơi với em đó, kiểu vậy là qua chơi, mà trong tâm thế là con rất là thoải mái thôi. Mà lúc đó say xỉn con cũng không có nhớ. Xong rồi qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có Facebook của cái anh bạn kia. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh phát hiện ra mình ra con á, xong ảnh vào ảnh nhắn tin. Ảnh say hi là người hôm bữa gặp, thì con mới biết đó là người hôm bữa, chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn. Còn con thì sao, con ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì thấy cũng tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm, cái xong mình cũng kiểu thấy cũng thú vị, cái xong nhảy nhót vậy lắm đúng không? Dạ không phải nhảy nhót, như cái miệng nói dữ lắm. Thì mà đó là con có xỉn không? Dạ không, tối đó hai bạn bè đi uống để cho kiểu giống như giải bày tâm sự thôi, chứ không có nhậu nhẹt gì nhiều hết. Nghĩa là con nhớ hết đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy đúng thì rồi. Đêm đó là cô ấy và con có xin Facebook nhau không? À, đây, bạn này xin Facebook con trước. Chờ xin Facebook con trước. Nhưng mà con gặp là con có cảm tình với bạn này không? Lúc đó thì chưa. Thì sau một bẵng thêm một thời gian thì có vài người bạn từ ở nước ngoài về, cái sau mình rủ đi chơi chung để giới thiệu, thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác là làm mối với bạn khác, mà cuối cùng á mình dớt luôn. Ủa tại sao vậy? Tự nhiên tới giới thiệu xong thấy thấy ổn, cái sau nghĩ lại cái sau dớt lại. Một cái lần tiếp theo đó thì con đã có một cái thay đổi về cái gọi là cái tình cảm của mình đối với bạn dạ, này không? Dạ chưa. Hay là vẫn coi bạn là đồng giới với mình luôn? Không, là ngay lúc mà nói chuyện là đã biết anh không phải là BD rồi. Dạ là biết là trai thẳng, nhưng mà lúc đó cũng không có suy nghĩ gì nhiều quá cô. Như vậy là sao, khi mà coi như là cáp không thành rồi đó. Vậy thì ai là người chủ động coi như là tỏ tình với bên kia trước? Đó thì nói chung là cũng cả hai, nó thấy khi mà hai người cũng có cái gì rồi thì cũng tự động qua lại, chứ không có không ai không ai chủ động. Thật ra nói như thế này nè cô, vào một cái ngày hôm đó cũng là đi chơi, thì anh này lúc đó với anh Tây lúc nào cũng đi với nhau hết á, thì qua nhà rước con đi. Thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau mà, thì đầu tiên á thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba thì mình đứng kế anh Tây rồi mình kiểu mình vịn tay bình thường thôi chứ không có gì hết. Xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn, cái ngồi nói chuyện vô, cái tự nhiên dính anh này, là cái đầu mũi là anh kia mà cái cuối buổi là anh này, cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh Tây kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao rồi bây giờ mày lại làm như vậy. À, như vậy là cái đợt đó là có xích mích đúng không? Có xích mích với bạn mình không? Cũng không đến nỗi là xích mích, tại vì không có tới mức quá là nó đã đi sâu rồi. Không, tại người kia không có nói tiếng Việt được, con lợi thế nói tiếng Việt được. Đúng rồi. Sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh Tây á, thì kiểu đi ra ngoài cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress đồ này kia, thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng, thì con xà vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Vậy chắc cũng nhanh lắm đúng không con? Dạ cũng 2 tuần.
Trời ơi, hai tuần chưa tới nửa tháng luôn á chị. Cái cột mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Khi mà quen nhau khoảng được, con không nhớ chính xác, nhưng mà khoảng được 2-3 tuần. Ừ. Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường, thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8, thì con bên Phú Nhuận á. Thì có đưa con về, nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi, cũng mệt. Ngày em nói không hiểu tại sao rất là mệt, và con FaceTime nói chuyện nhắn tin xong thì cũng 2 giờ mấy. Chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè. Ồ. Mà bà mập đè, rất mập đè luôn. Mình lần đầu tiên con bị đè, cho nên là con rất là sợ, mình không thở được, rồi mình tay chân mình cứng đờ, kiểu rất là sợ cô. Ừ. Cái chuyện bóng đè thì rất là bình thường, nhưng mà con lúc đó con sợ, con hoảng. Thì xong mà chập hồi đè xong chập rồi đó, mệt rồi đó, cái hết đè rồi, xong rồi con mới sợ quá thì con gọi điện thoại cho ảnh, mà con khóc, mà cái này là khóc thiệt á, khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bèo mít ướt tại con phải tiếp bánh bèo. Ừ. Xong rồi con gọi, con khóc rồi con sợ quá mà không thể nào con ngủ lại được nữa. Thì em mới kêu là để vậy thôi, anh qua anh đón em. Rồi từ quận 8 cái phi xe máy, lúc đó phi xe máy qua tới Phú Nhuận rước về, xong cái dính luôn từ đó. Là từ đó là sống thử luôn rồi đó. Nhưng mà kể từ khi qua bên ở với ảnh là không còn bị bóng đè nữa. À, không còn mà bóng chỉ bị ảnh đè thôi. Đúng không? Sao em trần trụi quá. Em trần trụi quá. Đúng rồi. Từ cái bóng đè, ảnh đè cho nên là bóng hết đè. Bóng hết đè. Bóng không đè nổi luôn. Từ cái bóng đè nó hết sức là tâm linh đúng không? Có dạ. Chuyện về kinh dị thì em chuyển một cái là qua một cái phim. Có nghĩa là ảnh qua là cũng trấn luôn, ảnh trấn luôn, không ai đè được hết. Mà kể từ đó là con đâu còn bị bóng đè nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đè lần duy nhất thôi và mãi mãi. Ờ có trong cái giai đoạn yêu nhau như vậy trước khi cưới rồi có chia tay lần nào không? Cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài hoài vậy. Drama lắm cô. Cái gì 80 mấy, gần như 80 lần luôn. Ý là con nói chơi là trên dưới 80 lần nhưng mà rất là nhiều. Dạ, mọi người bây giờ cũng hay, bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ, gia đình cục xúc. Con không nhớ cãi nhau vì chuyện gì, nhưng mà có lần hôm đó mà tức tới nổ, mà kiểu ảnh không có ở nhà, nhưng mà con ở nhà mà con tức tới mà con không biết làm gì, không phải đập đầu vô tường vậy đó. Đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn. Xong rồi bạn bè hôm đó thì có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá, thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở, gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì rồi, mới lấy chìa khóa của khách sạn lên mở, thì vô thấy con á hả, đầu tóc thì tả tơi, mà sau hồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dậy dữ vậy trời, mà con không biết là chuyện gì nữa. Vậy thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình bộ mình bị vậy, người ta xót, ta ôm vô lòng đó, đúng không cô? Không, lạnh lùng luôn, chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Lúc đó là sao? Dạ lúc đó thì còn... lúc đó ảnh chia tay luôn, thì ảnh vẫn quyết định là chia tay, thì con vẫn ok, con xách túi ra đi, xách túi đồ ra đi luôn. Thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá, rồi lại đi pub chơi với bạn, thì xỉn quá, mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều, mà trong lúc say, lúc buồn quá thì cứ uống rồi say nào không hay, mà cứ say lên xong rồi cứ nít rồi, tại vì anh này con hay kêu anh là Nick. Đó dạ, cứ Nicker, rồi con khóc lóc rồi con thế này thế kia, rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu, trong cơn say con không nhớ một cái gì hết, nhưng bạn đưa về thì không chịu. Rồi mới gọi điện thoại cho anh lên, cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về. Cái qua sáng sau bình thường lại, bình thường. Là chiều theo ảnh về đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi lúc mà... đó hết sĩ diện rồi. Hết sĩ diện rồi. Là, tức là trong cái lúc nhậu say á, là người ta thật nhất á, thì bạn này chỉ còn trong vô thức là chỉ Nick ơi Nick hỡi thôi. Nick ơi Nick hỡi. Đó, và khi mà thấy Nick thì mới chịu về, còn còn không là không chịu về, dạ, đúng không? Đúng rồi đó. Giờ còn vậy không? Còn cãi nhau không? Sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi, đính hôn thôi là ảnh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Và sau khi cưới thì ảnh là cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn, ảnh thay đổi rất là nhiều. Tức anh đã nhiễm cái cách yêu ở Việt Nam rồi, không còn lạnh lùng như là kangaroo trên sa mạc nữa. Dạ. Như vậy là thật ra tụi con đã có một cái quá trình, phải nói là sống thử trước hôn nhân, một cái quá trình, một cái thời gian dài như vậy, là cũng để cho các con có thể trải nghiệm và thấu hiểu với nhau, cuối cùng là quyết định ở hôn nhân. Vậy thì trước khi mà quyết định lấy nhau thì không biết là Nick có cầu hôn con không? Và cầu hôn có lãng mạn không? Dạ có cầu hôn, nhưng mà cầu hôn theo ekip chụp hình. Là có nghĩa là cái buổi đó là cái buổi đi chụp hình cưới, hôm đó với cầu hôn luôn à. Tranh thủ luôn à. Tổ con lắm. Tại vì cái vấn đề cưới này á, là do anh đề cập với mẹ anh trước. Anh đề cập với mẹ anh trước, xong mẹ anh hỏi cưới con luôn.
chưa bạn kịp cầu hôn gì luôn. Là mẹ hỏi cưới cái xong rồi mẹ đồng mẹ ok, cái mẹ vừa hỏi xong là bạn vợ con ok luôn. Là ok, không cái bạn suy nghĩ gì hết, ok liền. Sao suy nghĩ được? Ví dụ như chồng hỏi còn suy nghĩ chứ mẹ còn hỏi, mẹ chồng hỏi là dạ dạ được mà, dạ được. Sao dám từ chối hả con? Từ cái lúc mà tụi con sống thử á thì những cái gì mà khi yêu nhau không thấy thì bắt đầu nó mới thấy ở cái thời gian mà sống thử. Yeah. Nó gọi là tật xấu đó. Yeah. Mà bây giờ Giang trước đi. Ủa, tật xấu của Hưng là gì? Tại vì trong mắt con thì vợ con cũng hoàn hảo, khá hoàn hảo nên mà không mát lòng mát đa, nên tật xấu thì chắc chút cũng chút rồi, dạ, chút rồi. Những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ. Mà làm gì mà không có? Chắc là con quên rồi, chắc là con quên rồi. Tại vì 7 năm trời là chắc con quên rồi. Con review đi, con review lại đi cái lúc mà mới về. Tại vì nếu không có tật xấu thì chắc chắn tụi con không có sự chia tay. Không có cái chuyện mà cãi qua cãi lại rồi xách vali mà đi. Tại vì thật sự những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong công việc hoặc là cuộc sống, mà những cái chuyện rất là đơn giản bình thường thôi, nhưng mà hai đứa bị cái một đứa thì, con thì rất là ít nói, còn bạn này nói rất nhiều cái xấu. Đó là tật xấu đó, con thấy chưa? Nói nhiều. Dạ. Nói nhiều là tật xấu rồi. Mà nói cái gì cũng trúng cái tật điểm của mình á, nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn. Vậy là nói nhiều, nhưng mà là nói trúng, đúng không? Dạ. Nhưng mà nói nhiều quá rồi cũng hơi mệt. Dạ đúng rồi. Đó. Thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn. Sao nè, ở nhà thì có nóng tính được không? Dạ, hai đứa đều nóng tính luôn. Dạ. Nhưng mà mỗi lần mà nóng cùng nóng lên với nhau thì bên nào là nguội trước? Thường thì lúc mà nóng tính như vậy con bỏ đi cho con đỡ bị nói những cái điều mà gây tổn thương cho vợ con. Mà càng bỏ đi con càng tức cô. Tại vì con không có đối tượng để mà con xả stress, xả nóng đúng không? Dạ, con là nói lý nói lẽ chứ con không phải là kiểu mà chửi ra xả, thì hai tụi con không phải là kiểu vậy. Nhưng mà khi mà con đang giải thích ra cái vấn đề đó, tại vì con là người nói lý lẽ rất là chặt, anh không chịu nghe anh bỏ đi, anh làm mệt anh kêu anh bỏ đi. Nhưng mà khi mà anh quay về thì có kéo anh lại để nói tiếp không? Có nói tiếp không hay là thôi? Có, nói tới khi nào mà lúc chịu nhận lỗi sai thôi. Mà không, lúc nào con cũng là sai hết á. Không có mà. Có không Giang? Không có, đó là thời gian trước đó. Nhiều khi con tức quá con kêu lại con nói cho bằng được. Nhưng thời gian bây giờ là con sẽ im lặng, là hai vợ chồng con đang bị một cái kiểu nếu như mà giận nhau thì thay vì người ta là sẽ ngồi lại để nói chuyện. Nhưng anh này không thích nói nhiều, không thích nói thì con cứ để cho im tới khi nào mà đủ kêu con lại ngồi nói chuyện thì con nói. Chứ giờ con không có kiểu mà tự kêu lại để mà ngồi nói chuyện chỉ trích, tại vì anh không thích nói nhiều. Rồi còn gì nữa nè? Thật ra thì con thấy đó, như những lời con nói nãy thì vợ con khá là hoàn hảo trong mắt con nên không có gì gọi là quá xấu. Bây giờ hai điều con cảm thấy con chưa vừa lòng á, chỉ có hai điều nhỏ thôi, có nghĩa là vợ con nói hơi bị nhiều, nói với lại nóng tính á, nóng xong rồi nói nhiều thì là nếu mà bớt đi thì được đúng không? Bớt đi đúng không? Với lại là cái chuyện mà phải diện lên ở nhà cũng phải mặc đồ. Thôi bây giờ ví dụ như không cần mặc đồ đẹp, mặc đồ sexy được không? Không phải. Bây giờ tới con, những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính, kiểu cũng hay bị cục tính đó con. Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm, nhưng mà nó lặn ở đâu bên trong, nó không có thể hiện ra bên ngoài, cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng và bị nóng tính nhiều. Kiểu mà khi mà nóng tính lên thì đôi khi có những cái thái độ con rất là bị khó chịu á, mà hai đứa nào cũng nóng tính hết trơn á. Con thì cũng kiểu cục tính thì dễ bị nóng này kia lên chỉ vì cái thái độ không thôi. Đó thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi chứ cũng không có vấn đề gì nhiều hết. Rồi còn gì nữa? Đó lúc trước như ảnh anh này... là anh nói anh quản lý về tài chính đúng không? Dạ. Rồi anh có rộng rãi với con không? Để mà nói mà rộng rãi thì hầu như trong nhà người xài tiền là con chứ không phải là ảnh. Dạ. Nhưng mà mỗi lần con xài anh có cầu nhau, anh khó dạ chịu không? Dạ không. Ảnh là một người như anh nãy anh nói là ảnh rất đầu tư cho con luôn. Cái gì không cần con muốn nữa, ảnh mà muốn con đẹp lên hay là gì gì là ảnh sẽ tự nói sao vợ không làm cái này làm kia đi. Cái túi này đẹp mà sao vợ không mua đi. Đó là sẽ kiểu như vậy. Còn khi mà mua cho ảnh một cái gì đó thôi, ít tiền thôi thì anh cũng sẽ không chịu. Ảnh sẽ chỉ có đầu tư cho con thôi, kêu anh sao cũng được. Mà cái này là lời nói anh nói thiệt. Thì cái này là con thấy ok. Này là tính quá tốt rồi, cái tính là tính quá hay quá tốt rồi.
sắc dạ. hưng trong gia đình con. À sắc hưng. Dạ chứ không có phải kiểu mà thấy vợ, ví dụ như bây giờ là vợ mà hay đi làm đẹp về những cái vấn đề thẩm mỹ, hay là vợ chân diện, vợ này kia quá, chồng cầu nhau thì ảnh không bao giờ ảnh có luôn. Ok dạ. như vậy là quá tốt rồi, nhưng mà dạ. đây là cái giây phút mà kể tật xấu của dạ. người kia. À đó. Nãy giờ thì bây giờ con khui thêm một cái tật xấu gì của Hưng. Hay im lặng, không chịu giải quyết vấn đề. Ảnh im lặng, tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản là tại vì không biết nói gì nữa, nói ra sợ nóng tính, nóng hai bên nóng lại cãi nhau. Nhưng con lại nghĩ là ảnh không chịu giải quyết vấn đề thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn, và đó là cái bị như vậy. Vậy là giờ con mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Phải chịu mở lòng, cởi mở ra hơn, có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết, tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai cái tôi nó cũng cao quá. Nhiều khi im lặng là im tới 2-3 tuần gì luôn á cô. Ồ, không ai nói tới ai. Không ai nói tới ai luôn, con cũng rất là lì. Con cũng không phải dạng dừa gì. Nhưng mà lúc đó nó khó chịu trong lòng. Dạ, khó chịu lắm. Thì kiểu ảnh không biết nói gì á, chứ không phải là kiểu ảnh cố tình làm lì lì đâu. Nhưng mà tính ảnh cũng lì thiệt. Thì thật ra nó có những cái im lặng nên, nhưng mà có những cái im lặng rất là đáng sợ. Dạ, đúng là trong rồi. Trong cái đời sống vợ chồng có những cái im lặng, có nhiều người là kiểu mà giống như im lặng cho qua. Dạ. Im lặng cho qua và cuối cùng cái câu chuyện không giải quyết được cho dạ. tới cùng dạ. thì rất là nguy hiểm. Dạ. Và anh hy vọng là sẽ có sự thay đổi sau chương trình Vợ Chồng Son này. Dạ. Dạ. Còn Hưng thì sao? Hưng mong vợ thay đổi điều gì? Thì cũng như vậy thôi. Thì con cũng nãy giờ cũng nói rồi là vợ bớt, cũng bớt nóng tính, là hai bên đều cũng nóng tính đó. Nên chỉ cần vợ con quan tâm tới chồng nhiều hơn về cái vấn đề không biết nói sao luôn, quan tâm chồng nhiều hơn, tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á. Yeah. Dạ con thương thì con rất là thương, nhưng mà con cũng khá là vô tư, để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm lo lắng cho vợ cho con thì ảnh con cảm giác là ảnh thương con nhiều hơn là con. Con cũng thương nhưng mà con bị vô tư, rồi nhiều khi con suy nghĩ đơn giản, con ít cái cử chỉ quan tâm và hỏi han á. Dạ rồi con muốn Hưng thay đổi thêm là gì đó? Bớt nóng tính lại, dùng một cái thái độ dịu dàng lại để nói chuyện với con và tất cả mọi người xung quanh. Đó. Nhưng mà Hưng có hay chơi với con không? Con của con là được mấy tuổi? À, dạ 3 tuổi rồi. Bên đây được 3 tuổi. Trai hay gái cơ? Dạ bên đây được 3 con trai. Dạ con trai. Con trai mà con có thân với nó không? Dạ có chứ. Dạ. Có coi như là nó thân với con hơn là thân với Giang hơn. Tại vì cả hai vợ chồng cũng như nhau à. Tụi con đều dành thời gian chung khi mà chơi với con hết. Chứ không tại vì thật ra để nói thì tụi con cũng còn kinh doanh cho nên cũng khá là bận á, thì cái khoảng thời gian dành cho con thì không có được quá sức là nhiều là 24/24. Mà là con sẽ tranh thủ làm việc để tới cái khoảng thời gian con sẽ lên chơi với con, và con sẽ quan sát theo dõi con qua camera liên tục. Tại vì con làm việc tầng dưới, con ở tầng trên á. Nhưng mà ai là người chăm sóc bé? Dạ có bà vú. Có bà vú. Để mà hai người đều bận biệu kiểu này. Dạ đúng rồi, không có chăm sóc nổi. Có bà vú. Dạ. Nhưng mà thật ra như thế này không nhất thiết phải là dành trọn một ngày hay dành trọn một buổi với con. Thật ra nếu như chúng ta chỉ cần bỏ ra một khoảng thời gian, một tiếng đồng hồ, nửa tiếng, nhưng mà nó chất lượng. Dạ, ở bên con mà chơi hết mình hết sức với con thì nó cũng là giá trị đó. Dạ dạ đúng rồi, cho nên là bận thì hai vợ chồng rất là bận, cho nhưng nên thường lúc... cuối tuần thì hai vợ chồng thường dành một khoảng thời gian để đưa con đi chơi. Dạ okay. Dạ. Dạ đúng rồi. Cô thấy vậy nè, coi như là thực ra nó có những cái mà mình không thể nào giữ ở trong lòng mình được hoài đâu. Dạ. Nó nãy như chú Bin đó, chú Bin cũng có nói đó, là có những điều tụi con phải tâm sự với nhau á. Chứ với lại cái tôi á, vì bây giờ mình đã sống với nhau coi như 7 năm rồi. Dạ. Đó, mình không có tính từ ngày cưới, mình sống từ ngày sống thử là coi mình sống 7 năm rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bây giờ mình, cái tôi của mình lớn quá đó. Thực sự mà nói nó sẽ không mang được cái điều gì có lợi cho cái gia đình nhỏ của mình hết. Dạ. Cái tôi của mình giữ với người ngoài thôi. Còn với hai vợ chồng á, là cái tôi đó phải là một cái điểm gì 50% phải là cái tôi chung. 50% còn lại là cái tôi riêng. Nhưng mà 50% mình phải cộng hưởng cho thành cái tôi chung, để cái đứa con của mình nó được hưởng cái tôi chung đó. Đó đúng không? Chứ cô thấy vậy nè,
ngay cả không phải với vợ chồng đâu, với con cái và cha mẹ cũng vậy. Khi mà con mình nó ở cái lứa tuổi bắt đầu lớn khoảng 14-15 tuổi á, đó em chưa trải qua cái cảm giác đó đâu. Khi nó 14-15 tuổi là lúc đó nó muốn chứng tỏ nó là người lớn. Nó muốn chứng tỏ rằng cái suy nghĩ của nó là suy nghĩ độc lập. Nó muốn chứng tỏ với mình á, thì cái tôi của nó cũng rất lớn luôn. Và mình á, thì ở cái giai đoạn là trời ơi, từ đó giờ từ nhỏ tới lớn là lúc nào nó cũng trong vòng tay của mình. Nó trong cái sự quản lý của mình. Mình đọc được suy nghĩ của nó, mình làm tất cả. Bỗng dưng bây giờ nó muốn tách mình ra. Thì cái tôi của mình tự ái kinh khủng lắm. Rất là tự ái luôn. Đó. Cho nên chị là bây giờ đang ở trong giai đoạn đó đó, con bé nhỏ của cô á. Mà nhất là những đứa con nào mà nó có cá tính nữa thì rất là khủng khiếp. Cho nên á, là luôn luôn mình không thể nào cứng nhắc được. Lúc thì là chồng, lúc thì là vợ, mình phải dẹp cái tôi của mình lại. Giống như đây lúc thì mẹ, lúc thì con. Mà thường cái đứa con á, nó đâu nhận thức như mình. Luôn luôn mình phải là người chủ động, là mình dẹp cái tôi của mình lại để mà mình có thể kéo nó lại gần mình. Đó thì ở đây vợ chồng cũng vậy. Ví dụ như Hưng hay là Giang lúc nào cảm thấy là rõ ràng mình lớn rồi, mình đủ thừa nhận, mình đủ nhận thức được là cái việc đó mình sai. Đúng không? Thì khi mình đã nhận thức được cái điều đó rồi thì mình phải dẹp cái tôi của mình lại. 50% cái kia là mình bỏ đi đó để mình kéo chồng mình lại, mình kéo vợ mình lại với mình. Đó, để cho mình đừng có tách rời xa nhau. Đó là nói cái như vậy chứ đó. Bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không hả? Cái việc đó là việc đàn ông ngay là rất là nên. Ngay cả cái việc này khi Hưng nói cái điều này ra là Giang cũng phải để ý. Con hiểu không? Giống như con bị vô tư quá cũng không được, tại vì mình là vợ, mình là mẹ. Giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó. Tại vì khi con đã hiểu được, con đã nói được, con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì? Là ảnh là người ít nói. Tức là ảnh rất thương, ảnh rất ấy, nhưng mà tại vì ảnh không biết nói như thế nào, bộc lộ như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con. Hiểu cô, hiểu với cô. Tại vì sẽ sống với nhau cả đời chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm. Cả đời người. Thay đổi nha. Có cái gì nói đừng im im nghe chưa. Rồi, cảm ơn Giang với Hưng đến với chương trình Vợ Chồng Son.